Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay lên tiếp một clip đồ câu nha mọi người. Thì clip này mình chuyên về lên cho anh em về cần lua nhé. Có máy đứng và máy ngang. Thì clip này đa phần sẽ là những cây của thằng Daiwa GPU này mọi người. Đó. Bên đây là cây Gory Hill 4 khúc. Bên đây một cây Gamakatsu. Và kế bên là cây cuối cùng, cây Shimano AGC. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi clip sắp lên á thì anh em mới gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cái số 1 thì cái số 1 lên cho mọi người một cây Daiwa Gibilton. Thì cây này anh em đánh cũng cầu rất là nhiều đó, cầu rất là nhiều và phản hồi cũng rất là ok ha. Là một dòng Daiwa tầm trung Gibilton, cản là cắn mớp nhé, nó giật chữ nổi bát Daiwa nhé. Phôi sẵn nha mọi người, phen là phen full synthesis. Thì cây này nó nặng là 88 g, đọt của nó là 1 ly 5 và nó dài sẽ là 1m92 nha mọi người. Đó. Và cây này nó lua mồi từ 1.8 g đến 11 g, lai từ 4 đến 8 lb và cây này độ cứng của nó sẽ là ML nhé, độ cứng ML. Đẹp vai kỳ biểu tình, sẵn carbon rất là đẹp. Mấy cây Daiwa chứ này mình tiễn về đa phần nó còn rất là đẹp, chỉ có nếu chó xấu thì nó xảy ra ít thôi. Đó, đây phần xít nhá, keo chỉ nguyên zin càng rất là đẹp. Cây này cho anh em về lua chẽm nè, lua lóc lóc mà anh em đánh nháy hơi nhé, lua cá sấp, câu hanh, câu cháp. Đó, càng rất là đẹp. Độ mới cái này nó hoàn thiện ra tầm khoảng 95-93%, rất là đẹp nhé. Bát giá ok, độ cứng ML. Rồi, giá công khai cái số 1 giá là 3.1 triệu nha mọi người, 3.100.000 cộng ship. Tiếp theo cái số 2, cái số 2 vẫn là một cây Daiwa kiểu biểu tình. Cái này nó sẽ dài hơn cái kia một tí. Đó. Cũng là căng mút, fan là fan sheet, bát là bát tay qua rất là đẹp. Hồi sẵn và cái này nó sẽ dài là 1m98 những người, dài 1m98, nặng 88 g, đọt 1 ly 7 và độ cứng của cái này vẫn là ML nha mọi người. Đó, độ cứng vẫn là ML. Cái này lua từ 1.4 g đến 9 g, lai từ 2.5 g đến 6 lb nha mọi người, lai từ 2.5 đến 6 lb. Đó. Đây, thông số phôi là sẵn này, sẵn gần guốc rất là đẹp. Cần thì bao cho anh em lỗi nhé, anh em được kiểm tra hàng trước thanh toán nhé. Hàng xít buộc trong sẵn, hàng nguyên zin, rất là đẹp cái gần. Cái độ cứng quá là ML nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 2 giá cũng là 3.1 nhé. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 vẫn là một cây ghi biểu tình CML. Thì cây số 3 nó sẽ dài hơn một tí, phôi cũng vậy, phèn cũng là phèn Fusisit, bát cũng là bát đây qua. Càng này rất là đẹp đây. Nó có xây sát một tí nữa mọi người, chứ không ảnh hưởng gì đâu. Đây. Thì cái này dài là 2m04 nha mọi người, dài 2m04, nặng là 92 g. Và cái này độc của nó sẽ là 1 ly 8, lua từ 2.7 g đến 14 g nhé, lai từ 4 đến 8 lb. Cái này anh em về lóc chẽm, câu cháp, câu hanh thả ra nha mọi người. Đó. Spoil carbon trắng. Rất là đẹp. Fan sheet. Đó. Buộc chống sẵn. Ngoại hình độ mới cái này ra tầm khoảng 93-95% nha. Rất là mới. Đó. Rất ok. Rồi, cây số 3. Giá công khai cũng là 3.1 nha mọi người. 3.1 cộng ship cây số 3. Tiếp theo qua đây, bốn cây này là bốn cây máy ngang nha mọi người. Ba cây đó là ba cây máy đứng, bốn cây máy ngang. Tiếp theo cây số 4,
cây số 4 lên, mọi người vẫn một cây đai quay kỳ biểu tình. Đó. Đây kỳ biểu đình. Đó. À, cây này cây máy ngang mọi người, cây máy ngang phong rất là đẹp. Ngoại hình cây này cũng đánh giá theo cảm quan cá nhân ra tầm khoảng 93-95% nhé. À. Đây, cản nó xước cái này một tí nó, phần còn lại là ok hết. Đây, thông số thì cái này nó dài là 100, cái này dài là 1m95 nha mọi người, dài 1m95, nặng là 97g, và cái này nó đọt của nó sẽ là 1 ly 5. Thì cái này nó lua mồi từ 1.8g đến 11g nha mọi người, like từ 5 đến 12 lb. Độ cứng của cái này sẽ là độ cứng ngăn lơ. Độ cứng ngăn lơ này anh em mà đánh mồi thì rất là phê rồi. Đó, đánh câu cá hanh rất là phê. Càng này mấy ngang nhé. Câu cá hanh anh em lua mồi thì anh em lua cá sắt thì cái này rất lý tưởng nhé. Mồi sẵn rất là đẹp nha mọi người. Vuông trống sẵn nè. Chung thì cần thì đảm bảo mọi người mọi thứ phen phôi thì rất là chuẩn rồi. Đó, vì cần này mình lấy thì mình sẽ tiễn từ cây về. Đó, chứ không phải là cần dạng xấu xây sát nhiều đâu. Đó, tất cả cần đều rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 3 triệu mọi người, 3 triệu cộng ship cây số 4, cây mới ngang nhé. Tiếp theo cây số 5. Số 5 vẫn một cây cần mấy ngang nè, ghi biểu tình. Thì cây số 5 này thì nó sẽ dài là 1m98 người, dài 1m98. Một cây máy ngang kỳ biêu. Và cái này độ cứng sẽ là ML giống người, độ cứng ML. Phôi vẫn rất là chuẩn rồi. Đó, phôi sẵn rất là chuẩn. Thì cây số 5 này nặng là 100g. Đọt của nó sẽ là 1 ly 8. Thì cái này nó dài 1m98 nha mọi người, dài 1m98, độ cứng ML, cái này lua mồi từ 3.5g đến 14g, lai từ 6 đến 14 lb. Đó. Thông số đó đây. Phen phôi thì đẹp hết nha mọi người. Đó. Rất chi là đẹp. Đây. Phen siết thứ nhất, bu trong sáng. Cái review này anh em đánh phản hồi rất ok. Đó. Không có thua gì Adrian hết nha mọi người. Đó. Càng rất là chắc. Rồi, cái này cây số 5, độ cứng ML, giá công khai cây số 5, giá là 3 triệu luôn nha. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người vẫn một cây review. Đó. Thì cái review này nó có thể câu lóc được nè, câu lóc có nhà thiệt được ok nè mọi người. Thì cái review này lên cho mọi người một cái review dài 2m01 nha mọi người, 2m11 chứ, dài 2m11. Review tin. Đây. Rất là đẹp. Cái độ cứng của nó sẽ là độ cứng M mọi người, độ cứng M. Và cái này nó nặng là 111g, nặng 110g nha mọi người, nặng 110g. Đọt của nó sẽ là 2 ly 1. Thì cái này lô mò từ 5 đến 21g nè, like từ 8 đến 16 lb. Thì cái này về cho anh em câu nhất thật. Đó. Câu địa hình nào chống chảy á. Anh em 21 đánh đánh xa. Rồi rất là đẹp. Review. Đó. Đây. Phen xít nhá. Bu chống sẵn. Rất là đẹp cái cần. Đẹp cỏ chê vậy. Quá ok. Thì giá công khai cây số 6, giá quấn vậy nha mọi người, giá quấn là 3 triệu nhé. 3 triệu cộng ship cây số 6. Cái này cứng đánh lóc thiệt, đánh giá thật ok nhé. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của review luôn. Đó. Đây qua review tin. Cây này về cho anh em câu bạo lực nhé. Cây này nó dài sẽ là 2m11 và độ cứng của nó sẽ là MH nha mọi người. Dài 2m11, độ cứng MH.
vì biểu tình phôi trắng phanh xít. Rất là đẹp. Thì cái này nặng sẽ là 115g, đọt 2 ly 2. Và cái này lô mò từ 7 đến 28g, like từ 10 đến 20 lb. Từ 7 28 g câu nhá thật ok rồi. Đó, đến bầu lực. Đây, sẵn rất là đẹp nha mọi người. Phan xít buộc cũng sẵn. Thì cái này nó có xước ở đây tí thôi mọi người. Đó, xước dâm nhẹ thôi, lông mèo nhỏ thôi. Đó, đây. Bằng tất cả các loại đều rất là đẹp nhé. Rồi giá công khai cây số 7 giá không vậy nha mọi người, giá là 3 triệu nha, 3 triệu cộng ship cây số 7. Tiếp theo cây số 8 thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của hãng Quali Hill. Đó. Thì cây này một cây cần 4 khúc và nó sẽ còn túi nè, túi sách tôi nói mọi người. Đó, túi. Một cái bao thêm một cái bao đựng cần nữa. Đó. Đây, bao đựng từng lóng nha mọi người, từng lóng ra luôn cho nó đừng có để nhau, đừng cọ ma sát đấy. Chạy cần. Và đây là một cây cần hàng lứt, hàng tiễn quay. Cây 4 khúc kiểu biểu tình. Thì cây này thì anh em nào hợp phong thủy với màu đỏ cam nè, đó. Cán là dưới đây là mút và trên đây là sẽ là cán băng. Anh em nhìn cán băng đã biết cái này rất là mới luôn, đó. Đây, cán băng nó còn rất là mới. Bát của nó sẽ là bát Pussy, phen của nó sẽ là phen Pussy nha mọi người. Đó. 4 khúc rất là đẹp. Buồn chống sắn phôi carbon. Thì cái này nó sẽ nặng là 104g nha mọi người. Nặng 104g, đọt 1 ly 6. Đây, rất là đẹp ha. Thì cái này dài là 1m98 nha, dài 1m98. Đó. Và cái này nó sẽ lua. Đây thông số lua của nó đây. Và cái này nó sẽ lua từ 1.75g đến 10.6g nha mọi người. Đó, like từ 4 đến 10 lb. Cái này anh em về câu cá chẽm, câu cá hành là ok. Đó, câu cá cháp ok nè. Đó. Cá hành cá cháp thì ok, anh em lua rồi. Lua mấy con chupi á rất là ok luôn. Đó. Càng rất là đẹp. Rồi giá công khai cây số 8 giá sẽ là 2.3 người, 2.3 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Gamakatsu, một cây cần rất là nổi tiếng của Nhật nội địa nhé. Gamakatsu nội địa. Phôi sẽ là phôi carbon, phen có là phen xít nha mọi người, phen xít mà dạng phen nòng súng lắm mọi người. Đây. Phen nòng súng nha, phen xít. Bát Pussy tam quan. Đó, phôi sẵn. Đây, trúng. Đây, một cây Gamakatsu nội địa nước Nhật. Và cái này nó dài là 2m4 nha mọi người, dài 2m4, độ cứng M. Và cái này lô từ 7 đến lô từ 5 đến 25g, like từ 8 đến 15 lb nè mọi người. Đó, like be từ 0.8 đến 1.5 nhé. Like thì từ 4 đến 12 lb. Đó. Càng này rất là đẹp. Cái này anh em về câu mực nè, câu lóc, câu chẽm, câu măng, câu cá nhông thì thả ra. Đó. Phen Fuji nhá, nòng súng, phen ngược. Đó. Mấy phen dẫn là phen Fuji hết. Buông chống sẵn. Phôi thì phôi cộng bò sẵn này, sẵn vòng. Rất là đẹp. Cái này thì hiếm mày. À, lâu lâu mới về được một cây đẹp thế này thôi. Nó đẹp thì không nhận nó sẽ đẹp tầm khoảng 95-96 đâu. Cái này đẹp tầm khoảng 93% thôi. Nó vẫn có vài điểm xây xát lông mèo nhỏ. Đó. Cái không dám khẳng định là đẹp khoảng 99-98% đâu mọi người. Đây, thấy không? Rất là đẹp. Đây, phen này. Đó, rất là ngầu ha. Rồi, giá công khai cây số 9, giá sẽ là 3 triệu nha mọi người. 3 triệu cây số 9, cây Gamakatsu. Tiếp theo cây cuối cùng. Cây cuối cùng vẫn là một cây hàng hệ của Shimano.
Thì đây một cây Shimano ARC. Đó. Thì dòng ARC thì anh em đã biết, một dòng phôi rất là chất lượng của Shimano. Đó. Một cây game ARC của Shimano. Nhìn từ xa thì các bạn thấy rất là xịn này. Phanh xít có định vị lóng nè, phôi sắn nè. Cây này anh em về, cây này dài sẽ là 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Cây này chuẩn về cho anh em nào câu câu cá chép dịch vụ nè, cá chê nè, lùa lóc. Thì cái này dài 96, thì dài 2m88 nha mọi người. 96 feet thì dài 2m88. Lùa từ 8 đến 24 lượt. Lùa từ 8 đến 42 gram. Lai be từ 0.8 đến be số 3 nha mọi người. Lai từ 8 đến 20 lb. Hàng sản xuất tại Nhật, Japan. Phôi thì rất là đẹp, phôi ARC. Phanh xít. Buông chống sắn, định vị lóng. Cái này nặng là 200 g người, nặng là 200 g, rất là nhẹ và đọt của nó sẽ là 1.5 ly. Phôi rất là chất lượng cái căn Shimano ARC Bass Pussy. Khá là xịn. Rồi, giá công khai cái sổ mừng cây cuối cùng, giá sẽ là 3.8 triệu người, 3.8 triệu cây số mừng. Ok, rất là đẹp, pen ok hết nhé, pen bu và nguyên zin tất cả từ Anisset. Rất là đẹp cho cây cần. Cái này hàng nội địa nha mọi người, chứ không phải là hàng Indo. Rồi, ok. Đó, tổng cộng 10 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt, để là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.